ngay hướng mình luôn nha bạn. À, ngay luôn bạn. Chào các bạn nha. Giang anh tiếp tục lên mé cái cây cà mông vàng này bạn. Cái cà mông vàng này nó ngã rất là nhiều các bạn ơi. Ngã qua bên đó. Bên đây là cây cũ nha bạn. Đây còn 4 cây nha bạn. 3 cây cà mông vàng với cây bạch đàn của bạn. Cây bạch đàn thì nó thẳng đứng lên. Giờ anh Giang lên mé mấy cái nhánh ngã và chuồng bò với dây điện nha bạn. Anh đang đi lên nữa bạn. Nó làm ngang cái chuồng bò luôn á. Chuồng bò ra đây nữa. Nó dắt ngang trên nóc luôn. Mấy cây dễ những chú Tư cũng hạ mình không quay nữa bạn. Mình đang bé nè. Cho nên anh Giang đang mé mấy nhánh này. Nó cũng thấp. Giang mé từ từ mấy nhánh nhỏ thì nó tụt. Nó nằm lên ngang không dây điện ta luôn nha các bạn. Ông anh đóng cho bên hội từ thiện của Tây Phú nha các bạn. Bây giờ anh Giang mé hết mấy nhánh nhỏ trước rồi. Cây này có thể không có xài được, mình chỉ xẻ củi thôi, tại vì nó không có ngay các bạn, nó trong vòng luôn. Có hai cây này thì còn xài được nhưng mà hai cây này còn có thể làm cột được. Cây em giang mé rồi, quá thì công rồi. Giang mé. Ngang cái chuồng bò luôn. Cái chiêu này là nó dám chắc góc luôn nha bạn. Rồi anh cắt anh thắt dây an toàn luôn nha bạn. Rồi anh cắt mấy cái nhỏ lắm. Ngoài luôn các bạn ơi. Rồi nó rớt là nó bật cái nhánh lên nha các bạn. Nó đung đưa luôn các bạn ơi. Nó sụ xuống các bạn ơi. Gạt cho nó ra ngoài luôn đi Giang ơi. Để nó mắc kẹt cổng dây điện kìa. Bật ngược trở lại đó bạn. Giang ơi, dới lên cái đó là nó bật qua luôn à. Me 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 nhanh nhỏ nó trước đi rồi nó bật ra ngoài luôn à. Mé mấy nhánh nhỏ nó bay lộn ngoài luôn à. Mình thắt dây an toàn lên để mé cái nhánh trên trước mặt anh luôn đó bạn. Nó ngã 2/3 nó nằm ngoài điện vậy các bạn. Mé mấy nhánh nhỏ xong nó cắt ngang là lộn ngoài luôn đó.
nó toàn tét luôn à. Nếu mà cái nhánh nó mà bật ra là ảnh máng cái cọng đó là nó hỏng vô ảnh liền nha bạn. Từ từ mới nhắc ảnh. Lên trường lên chứ nằm như con thằng lằn vậy đó. Nằm lên như thằng lằn vậy đó. 5 triệu đó luôn à. Đúng rồi. Lao cắt ở ngoài là lộn ngoài luôn à. Rồi, anh nằm lên như thằng lằn luôn các bạn. Anh nằm vậy là có gì nó búng lên là anh nằm 1 triệu đó luôn á. Cái nhánh này là giá nào cũng búng nha các bạn. Coi xe giùm anh ơi. Đó bài ngoài kênh các bạn. Đó đó thấy là nó búng văng ngoài các bạn. Cái đoạn nó nhảy lên liền đó. Đó thấy không. Quá hay. Búng lên trên liền các bạn. Rồi đó bay ngoài đó. Giờ này gió lên nha bạn. Gió đậu nổi lên hù hù luôn á. Trời ơi, chuẩn bị kéo mây lên. Đây chuẩn bị kéo mây lên. Dạ anh mé luôn mấy nhánh nhỏ đó. Xuống ngay nắp bò luôn các bạn. Nằm nhẹ lên cộng dây điện luôn nha bạn. Tường rút ra đó bạn. Lấy máy cắt cái chú ơi, lấy máy cắt nó lộn ngược vô à. Anh ra anh xuống các bạn. Nó xuống đây nằm gác ngay con bò luôn nha bạn. Đó cái sèn liền thấy không. Nó nằm quá trời nhiều nên nó con bò nha bạn. Dĩ chặn ra nói chưa. Đi xuống nha bạn.
chàng dây đó đi xuống rồi cắt ngang gốc luôn rồi. Đoàn đi xuống mà xuống cắt ngang gốc mà tiếp mấy quân ơi, tiếp kéo chặn cây này ra nha mà ra xuống hạ cây chặn bông vàng luôn, chặn bông vàng này ôm vô cái bà đàn nha các bạn, bà đàn cao còn nha các bạn. Wow. Quá hay. Cái này anh nói mày làm cái bóp này nè, bóp nó bị nhẹ hơn. Nhẹ kéo mà nó chạy ngang. Không có vậy đâu. Nói cái cãi mà. Nói cái rồi. Còn hai cây trầm bông vàng nữa kìa mà thả hết một ba cây nặng nha bạn. Tiếp Phương ơi, tiếp Phương ơi. Gà chịu luôn bà ơi, gà đó bà. Quá hay mà. Ngay hướng luôn. Gà bắt đầu anh lại hạ cái tràm muôn vàng luôn bà ơi. Còn hai cây dính nhau luôn. Ngã qua hướng ngay chỗ mình đứng luôn nha bạn. Chú Tư với thằng em nó cằn tiếp nữa. Giờ này gió hơi nhiều nữa. Gió hơi nhiều luôn rồi. Bốn người cằn luôn nha bạn. Để sao một người cằn không nổi mà. Dây các bạn ơi, này rất nguy hiểm các bạn. Lập ra ngoài một cái là ra ngay cái cục điện luôn các bạn. Để cho chú Tư lại thấy dây lại các bạn ơi. Rất là nguy hiểm các bạn ơi. Ngã các bạn ơi. Gió nha bạn. Qua đó bạn, ngay hướng mình luôn nha bạn. À, ngay luôn bạn ơi. Rất là hay các bạn. Vừa tới cắn mí mình luôn nha bạn. Còn cây đó là cây cuối nha bạn. Anh lại hạ cái này cái cuối luôn mà. Gắt ngã như vậy. Đó mà
gió các bạn. Ngang ngã qua đó các bạn ơi. Mạnh luôn. Quay. Vừa cắn miếng luôn mày. Chút xíu nữa là đụng nhà tắm rồi. Vậy mà nó ngã qua quá trời ngã các bạn ơi. Không. Đụng hai cây chuối sáng á. Ngay thứ luôn mày. Bốn người kéo luôn nha bạn, hai cộng như chồng. Rồi thôi video mình kết thúc đây nha các bạn, hẹn các bạn lại video sau nha. Mệt quá các bạn ơi, nắng.